gọi là khoa học hơn, đó là chúng ta sẽ dùng cacao với nồng độ là 0,02% hoặc là 0,4 sẽ tăng dần theo ở mức là 0,02% đến 0,05% và đến 0,1%. Cacao nó có tác dụng diệt khuẩn, do đó nó có thể phục hồi chức năng thận và nó sẽ có hiệu quả trong việc là điều chỉnh cái sự rối loạn chức năng thận của cá. Ngoài ra, ngoài việc điều trị bằng cacao mình đã chia sẻ, nếu mà trường hợp bạn điều trị bằng cacao trong vòng 4-5 ngày mà không cải thiện được thì chúng ta phải dùng thuốc, và loại thuốc để có thể điều trị cho cá đó là loại thuốc này, là một loại thuốc của Nhật, đó là Camparade. Hiện nay thì mình vẫn chưa tìm được đúng cái loại thuốc này ở Việt Nam mới điều trị. Tuy nhiên, nếu mà bạn nào sinh sống tại Nhật Bản thì có thể dùng thuốc này chung với cacao rất là hiệu quả cho cá.